Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhiều người thậm chí đã đoạt mạng người thân trong gia đình. Mới đây, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Long An. Chiều ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường 2, thị xã Kiến Tường là một người phụ nữ tử vong. Đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình nên hẹn chị dâu đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân phường 2 thị xã Kiến Tường, Long An phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới cống thoát nước tại đường giao thông rạch Ông Chày nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, nạn nhân là NTTH, 27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An. Trong cùng buổi chiều, công an tạm giữ Lê Thanh Cường, 32 tuổi, là em chồng của chị H, ngụ cùng xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa. Bước đầu Cường khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình nên đã hẹn chị H đến khu vực trên sát hại chị H, sau đó dìm xuống mương nước. Theo người dân địa phương, chồng chị H vừa mới mãn hạn tù trở về nhà được 2 tuần. Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân Cường sát hại chị dâu. Thời gian vừa qua, các vụ bạo lực gia đình, cố ý gây thương tích, sát hại người thân ruột thịt đã và đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ, tính chất với mức độ ngày càng dã man tàn bạo. Thậm chí, có những vụ sát hại nhiều người thân trong cùng một gia đình gây bàng hoàng rúng động trong dư luận và báo động sự xuống cấp về đạo đức, tình cảm và nền nếp gia phong. Mới đây, ngày 29 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trần Văn Minh, sinh năm 1962 về tội giết người. Đáng buồn thay, nạn nhân lại chính là vợ của bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Minh cùng vợ là Nguyễn Kim Dê, sinh năm 1971 và con trai là Trần Tất Đê, sinh năm 1969, cùng sinh sống tại phố Tân Mai, Hà Nội. Trong quá trình chung sống, giữa vợ chồng ông Minh đã phát sinh nhiều mâu thuẫn. Khoảng cuối năm 2022, sau thấy ngôi nhà đang ở không hợp, nhà đã cũ có nguy cơ sập đổ, thế nên ông Minh đã bàn với vợ về việc bán nhà đang sinh sống để chuyển đi nơi khác ở. Tuy nhiên, người vợ lại không đồng ý. Từ khoảng đầu năm 2023, ông Minh bắt đầu có những triệu chứng lo âu, mất ngủ và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực, muốn giải thoát cho vợ con. Đến khoảng 8 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2023, trong lúc bà Dê và anh Đê không có ở nhà, ông Minh đã lên tầng 3, lấy chiếc búa mang xuống tầng 2, cất giấu dưới gầm giường, trong phòng ngủ của hai vợ chồng, với mục đích để sát hại vợ và con trai. Buổi trưa hôm đó, ông Minh cùng vợ ăn cơm xong và lên giường ngủ ở tầng 2. Khoảng 13 giờ 15, ông Minh thấy vợ đã ngủ say nên trở dậy, lấy chiếc búa để sẵn trong gầm giường đến cạnh chỗ bà Dê nằm. Sau đó, đối tượng này đã đập mạnh vào đầu vợ cho đến khi bà Dê nằm bất động. Gây án xong, người chồng đã lau hết các vết máu trên tường, trên mặt vợ và kéo chăn trùm kín mặt. Không dừng lại ở đó, tiếp theo, ông Minh đã thay áo dính máu rồi đi loanh quanh trong nhà để đợi con trai về nhằm tiếp tục ra tay giải thoát cho con. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Trần Tất Đê đi làm về. Lúc đó, ông Minh đã đi xuống tầng 1 do không thấy mẹ, thế nên anh Đê đã hỏi bố. Khi ấy, ông Minh đáp, có người đã đưa mẹ đi rồi. Không nghi ngờ gì, sau đó anh Đê tiếp tục ngồi ăn cơm tại tầng 1. Trong khi anh Đê vừa ăn cơm vừa xem tivi, quay lưng về phía cửa ra vào, ông Minh từ cầu thang bước xuống, đi vòng ra đứng ở phía sau anh Đê, rồi rút búa đập vào đầu con trai. Khi ấy, anh Đê choáng váng quay người đứng dậy, dùng tay giữ cán búa và ôm chặt lấy bố hỏi rằng, tại sao bố lại đánh con? Lúc này, ông Minh thừa nhận mình đã sát hại vợ. Quá hoảng loạn, anh Đê đã giằng chiếc búa trên tay ông Minh để ném ra phía ngoài sân và hô hoán. Lúc này, những người hàng xóm nghe thấy tiếng hô hoán đã chạy sang cùng anh Đê giữ ông Minh lại. Khi anh Đê cùng mọi người lên tầng 2 thì thấy bà Dê nằm bất động nên đã gọi cấp cứu, thế nhưng nạn nhân đã qua đời trước đó. Ngay sau đó, ông Minh đã bị đưa đến công an quận Hoàng Mai để giải quyết. Trên thực tế, từ những vụ án đã xảy ra trong thời gian gần đây, điều đáng buồn là phần lớn giữa nạn nhân và hung thủ gây án đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thế nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bản thân mỗi người lại không kiềm chế được cảm xúc của mình khiến những vụ án mạng đau lòng đã xảy ra. Tại một diễn biến khác, cũng trong ngày 29 tháng 1, Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông tin mới liên quan đến vụ án yêu cầu mở nắp quan tài để khám nghiệm nạn nhân xảy ra tại Hưng Long. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm. Trước đó, ngày 27 tháng 1, Công an phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết phát hiện trên địa bàn khu phố 6 đang tổ chức đám tang cho ông TVT, sinh năm 1982, với nhiều biểu hiện đáng ngờ là một vết thương ở ngực.
Thời điểm đó, những người biết về vụ việc đều xôn xao về nguyên nhân qua đời của nạn nhân có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, phía gia đình lại không trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin, Công an phường Hưng Long đã tiến hành các bước điều tra, xác minh ban đầu. Thời điểm xác định những gì mà dư luận đang đồn đoán là có căn cứ, Công an phường Hưng Long đã báo cáo vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Phan Thiết đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Bình Thuận. Ngay trong đêm ngày 27 tháng 1, lực lượng chức năng gồm cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, Công an thành phố Phan Thiết, Công an phường Hưng Long và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và nạn nhân nhằm xác định rõ vụ án. Hai ngày sau, tức ngày 29 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận thông tin kết quả khám nghiệm ông TVT, 42 tuổi, ngụ tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, đồng thời xác định được nghi phạm liên quan đến vụ án. Theo kết quả giám định pháp y xác định, nạn nhân T qua đời do vết thương đâm thấu ngực, song gia đình không trình báo mà đã vội vã tổ chức đám tang. Theo kế hoạch của gia đình, sáng ngày 28 tháng 1, người nhà đã dự định đưa nạn nhân đi hỏa thiêu. Đáng chú ý, danh tính kẻ thủ ác lại khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, bởi lẽ đối tượng này lại chính là người con trai của nạn nhân. Qua ghi nhận, sau nhiều giờ đấu tranh, Trần Văn Lộc, 19 tuổi, đã khai nhận bản thân là người đã gây ra cái chết của cha ruột. Theo lời khai của Lộc, khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 1, sau khi ông T nhậu xong, thì Lộc đến nói chuyện với cha về việc đi hỏi vợ cho Lộc. Tuy nhiên, ông T không đồng ý, cha con lớn tiếng qua lại với nhau. Do tức giận, ông T đã xuống bếp lấy con dao và hai cha con giằng co. Trong lúc Lộc tìm cách lấy con dao trên tay cha mình, thì lưỡi dao đã đâm vào ngực ông T, khiến nạn nhân bị thương nặng và không qua khỏi. Tuy vậy, sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình đã bàn bạc không báo cáo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa hết dấu vết và chọn cách hỏa thiêu cha để phi tang. Nhìn vào những vụ án đau lòng, nhiều ý kiến lo ngại cho rằng đây là một thực trạng rất đáng báo động bởi những chuẩn mực về đạo đức xã hội đang dần bị mất đi. Để ngăn chặn những vụ việc đau lòng như thế này có thể xảy ra, dư luận cho rằng cần có những giải pháp căn cơ, chủ động hơn nữa như tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính mạng, sức khỏe của người khác, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình cũng cần sát sao, quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng và kịp thời giải tỏa những mâu thuẫn, không để bùng phát tiêu cực. Bên cạnh đó, cần phải xử lý kịp thời và nghiêm khắc các đối tượng gây án để phòng ngừa và răn đe chung. Liên quan đến vụ án cặp vợ chồng bán chính con ruột của mình đã xảy ra vào năm 2022, khiến dư luận bức xúc. Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 29 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, Thạch Thị Kim Nhung chung sống như vợ chồng với Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, không đăng ký kết hôn. Hai người này cũng có với nhau 4 người con, cháu lớn nhất 6 tuổi và nhỏ nhất là bé NTTN, sinh ngày 12 tháng 10 năm 2022. Do hoàn cảnh khó khăn, Nhung đã bàn bạc với Tuấn tìm gia đình hiếm muộn, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển sang bé NTTN, lấy tiền nuôi 3 đứa con còn lại. Sau thời gian suy nghĩ, ngày 2 tháng 12 năm 2022, Thạch Thị Kim Nhung đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook, bày tỏ mong muốn mình cần tìm gia đình hiếm muộn để cho con nuôi. Thấy thông tin trên, Nguyễn Hữu Dương, 32 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức liên lạc với Nhung. Cả hai trao đổi, thỏa thuận và đi đến thống nhất với số tiền 18 triệu đồng. Theo kế hoạch, Nguyễn Hữu Dương sẽ đến tỉnh Trà Vinh để nhận bé. Như dự kiến, khoảng 11 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2022, Dương đi xe khách từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đến khóm 1, phường 8, thành phố Trà Vinh. Sau đó, Dương đã liên lạc thuê xe taxi 4 chỗ do anh Dương Hiếu Nghĩa, 48 tuổi, ngụ tại phường 5, thành phố Trà Vinh điều khiển. Cùng thời gian đó, Nguyễn Hoàng Tuấn đã điều khiển xe mô tô chở Thạch Thị Kim Nhung và hai con ruột của Nhung gồm một bé 22 tháng tuổi và một bé 50 ngày tuổi đến gặp Dương. Dù là bố mẹ, thế nhưng tại đây, hai đối tượng này không hề quan tâm, hỏi rõ các thông tin về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, thông tin tên tuổi, chỗ ở cụ thể của người sẽ tiếp nhận bé NTTN. Thời điểm đó, Nhung giao bé 50 ngày tuổi cho Dương và được Dương đưa số tiền 18 triệu đồng, còn 2 triệu đồng Dương xin bớt. Sau khi hoàn thành giao dịch, Dương tiếp tục theo xe anh Dương Hiếu Nghĩa để chở em bé đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, người tài xế này đã nảy sinh nghi ngờ nhóm đối tượng này đang thực hiện hành vi mua bán trẻ. Do vậy,
anh đã âm thầm báo tin cho công an tỉnh Trà Vinh. Khi xe taxi đến địa phận tỉnh Bến Tre, thì lực lượng công an bắt quả tang Dương đang bế bé NTTN. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, mà cho rằng chỉ nhận con về nuôi trên cơ sở tự nguyện giữa người cho và người nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được cùng nghiệp vụ, Dương đã thừa nhận hành vi của mình. Hơn một năm trôi qua, đã đến lúc hai đối tượng này phải trả giá cho việc làm của mình. Tại phiên tòa xét xử, Thạch Thị Kim Nhung và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán con. Trước sự vô nhân đạo này, xét theo đề nghị truy tố của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Thạch Thị Kim Nhung 10 năm tù, Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 151 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Dương mắc bệnh trong quá trình điều tra, mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Do đó, khi Nguyễn Hữu Dương khỏi bệnh sẽ tiếp tục điều tra xử lý các hành vi Dương đã thực hiện. Trước đó, tại tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ em. Với 31 vụ mà các đối tượng này khai nhận, công an xác định được 7 vụ, trong đó có người bán cả con ruột của mình. Cụ thể, ngày 2 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. 8 đối tượng bị khởi tố gồm: kẻ cầm đầu là Nguyễn Thị Ngọc Như, sinh năm 1993, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Cùng các chân rết của bà trùm này là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1997, quê ở Tiền Giang, Chu Thị Cúc Phương, sinh năm 1982, quê ở Khánh Hòa, và Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 2001, quê ở Bạc Liêu, Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1989, và Lê Thị Ngọc Thắm, sinh năm 2000, quê ở Long An, Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1997, quê Bến Tre, và Châu Gia Hân, sinh năm 2004, quê Đồng Tháp. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc của các bé. Qua đấu tranh, Như khai thực hiện thành công 5 vụ mua bán trẻ. Đáng chú ý, trong đó có một lần Như đã tự bán con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua. Cúc Phương khai thực hiện 24 vụ và Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ, trong đó một lần bán chính con đẻ của mình. Đặc biệt, ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời, thì Phương còn tổ chức dịch vụ nuôi đẻ. Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con, thì Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để nuôi chờ đến ngày sinh. Sau khi các cháu bé lọt lòng, Phương đem bán ngay mà không cần biết mục đích người mua là gì. Tại thời điểm bị bắt giữ, trong nhà Phương đang nuôi 4 thai phụ. Quá trình điều tra mở rộng, ban chuyên án đã xác định và mời làm việc được hơn 16 người mua, người bán tất cả đều thừa nhận hành vi của bản thân. Đồng thời, ban chuyên án đã tìm và xác định được 7 bé sơ sinh đã bị bán. Liên quan đến vụ án này, trước đó, thông qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện một đường dây mua bán trẻ em. Theo đó, có một đối tượng nữ tên Trúc, sử dụng Zalo là Thiền Trúc, thường xuyên tiếp cận những nhân viên, y tá, điều dưỡng bệnh viện phụ sản để lấy thông tin. Đồng thời, người này cũng chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám, hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ hoặc lý do khác. Sau khi tiếp cận, đối tượng này sẽ đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và sẽ bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền nhất định. Xác định tính nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trẻ em trên. Cảnh sát đã xác định người phụ nữ tên Trúc chính là Ngọc Như. Thời điểm đó, khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 8, trên đường DT744 thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Dầu Tiếng đã chặn một ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ đối tượng Như đang mang trẻ sơ sinh chuẩn bị mang bán. Cũng trong năm 2022, một vụ án mẹ ruột bán con để lấy tiền trả nợ tiêu xài xảy ra ở Hải Phòng cũng đã khiến dư luận dậy sóng. Theo đó, ngày 30 tháng 8, Thượng tá Đặng Thế Dũng, trưởng Công an quận Đồ Sơn, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm, Vũ Thị Hiền, 26 tuổi, quê xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Đặng Văn Dũng, 33 tuổi, ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, và Bùi Thị Phương, 32 tuổi, ở xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, để điều tra và làm rõ hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Qua điều tra, Hiền được xác định là người đã mang con gái 2 tuổi đi bán.
Còn Dũng và Phương là đồng phạm giúp sức liên quan tới đường dây mua bán người sang Trung Quốc. Cụ thể, tối ngày 28 tháng 8, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn quận Đồ Sơn có nhóm người tổ chức mua bán trái phép một bé gái, công an quận đã kiểm tra hành chính đối với Dũng, Phương, Hiền. Khi đó, Hiền bế theo một bé gái 2 tuổi nhận là con mình. Thời điểm đó, Hiền khai với công an sau khi lấy chồng cùng quê Nam Định được hơn 2 năm, sinh hạ được bé gái vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, nhưng chưa làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng Hiền thường xảy ra mâu thuẫn nên hai người sống ly thân. Chồng Hiền bỏ lên Bắc Giang làm ăn, còn Hiền mang theo con theo bố mẹ đẻ về Hải Phòng mưu sinh bằng nghề bán hàng ăn. Tuy nhiên, Hiền lại ham chơi, vướng vào nợ nần và không có tiền trả. Trong lúc bị chủ nợ gây sức ép, Hiền gặp Dũng và Phương bàn cách bán chính con ruột để lấy tiền trả nợ, còn thừa sẽ chia nhau. Theo phân công, Dũng và Phương đảm nhận vai trò móc nối với các đối tượng ở Móng Cái, ở Quảng Ninh để tìm hiểu gia đình bên Trung Quốc có nhu cầu nhận làm con nuôi thì sẽ mang bé gái đi bán. Tối ngày 28 tháng 8 năm 2022, trong khi Hiền, Dũng và Phương chưa kịp mang bán đứa trẻ thì bị công an bắt giữ. Sau vụ việc, bé gái đã được công an bàn giao cho người thân đưa về chăm sóc. Trên thực tế, mua bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất. Được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí. Đặc biệt, tình hình tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, trong đó có nhiều vụ mua bán nội tạng, mua bán đánh cháo chiếm đoạt trẻ em, ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Theo quy định tại Điều 151 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt quy định tại Điều 151 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Theo đó, mức phạt tù thấp nhất từ 7 năm đến 12 năm, cao nhất là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Có thể thấy, khung hình phạt cho tội mua bán người dưới 16 tuổi khá nghiêm khắc. Tuy vậy, vẫn có những người làm cha, làm mẹ nhẫn tâm bán đi đứa con ruột của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân, gây ra những hậu quả đáng tiếc.